truyền thống thờ cúng tổ tiên đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người Việt. Bởi vậy, tủ thờ gỗ là một vật phẩm thờ cúng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Giống với bàn thờ, tủ thờ gỗ có công dụng chính là để sắp xếp và bày biện các món thờ cúng. Đặc điểm nổi bật của tủ thờ đó là thiết kế có tủ chứa đồ ở phần thân, dùng để đựng hương, giấy tiền, các vật thờ cúng. Chính vì vậy, rất nhiều gia đình lựa chọn tủ thờ gỗ vì tiện lợi, đa năng và tiết kiệm diện tích. Tủ thờ là nơi thờ tự, kết nối về mặt tâm linh với gia tiên, vì thế loại gỗ dùng để làm tủ thờ cũng cần linh thiêng. Một chiếc tủ thờ đẹp, trước hết phải bền, chắc, phù hợp với không gian và điều kiện của gia chủ. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến mọi người một số chất liệu tủ thờ được ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Đầu tiên là một loại gỗ được rất là nhiều người ưa chuộng và lựa chọn, đó chính là gỗ gõ đỏ. Loại gỗ này còn có những cái tên khác rất là hay như là gỗ cà te, gỗ hổ bi. Đây là một loại gỗ thuộc nhóm 1, một trong những loại gỗ quý hiếm ở nước ta. Gỗ gõ đỏ là một loại gỗ bền và không bị mối mọt. Kết cấu của gỗ rất vững chắc, khá nặng và có khả năng chịu lực cao. Một chiếc tủ thờ gỗ gõ đỏ có thể có tuổi đời lên tới rất nhiều năm. Vì thế, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền đẹp khi sử dụng các sản phẩm thờ cúng từ chất liệu này. Đặc điểm khiến nhiều người mua yêu thích tủ thờ gỗ gõ đỏ là màu đỏ nhạt hoặc là đỏ đậm rất đẹp mắt, thớ gỗ rất mịn với những đường vân gỗ đen như da hổ. Vì thế, khi mua tủ thờ bằng gỗ gõ đỏ, không gian thờ tự của gia đình sẽ có một vẻ đẹp trang trọng, hòa quyện với nét cổ kính truyền thống cần có. Gỗ hương là loại gỗ quý hiếm, có nhiều giá trị về kinh tế và cũng là một trong những loại gỗ được ưa chuộng nhất để làm bàn thờ, tủ thờ với tuổi thọ hàng thế kỷ. Tập trung rất là nhiều ở Đông Nam Á, Nam Á và một số nước Nam Phi, gỗ hương gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng của nước ta, trở thành một loại gỗ không thể thiếu trong gia đình của những người yêu gỗ. Tủ thờ làm bằng gỗ hương có mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế, về lâu dài rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Hơn nữa, những sản phẩm được làm từ gỗ hương rất bền và hầu như không bị ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, ẩm mốc, nứt hay là mối mọt. Tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của gia chủ, tủ thờ gỗ hương có rất là nhiều màu sắc, từ vàng nhạt, vàng cánh gián cho đến đỏ tươi, đỏ đậm, nâu gỗ và nâu đen. Những vân gỗ trên bề mặt của gỗ hương cũng cực kỳ độc đáo. Các vân gỗ đang kéo vào nhau tạo ra một lớp nền có 102 cho tủ thờ gỗ của gia đình mọi người. Gỗ gụ từ lâu cũng đi vào văn hóa Việt Nam như một loại gỗ quý, có nhiều giá trị tâm linh và được săn đón rất nhiều trong thị trường đồ gỗ. Những đồ nội thất được làm từ gỗ gụ không chỉ đẹp để càng lâu càng bóng, càng bền mà còn mang nhiều ý nghĩa về truyền thống tâm linh. Gỗ gụ có khá nhiều loại dựa vào nơi trồng như gụ ta, gụ mật, gụ Lào, gụ Nam Phi. Cây gỗ có đường kính thân lớn, vì thế rất phù hợp để sản xuất bàn thờ, tủ thờ hay đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Gỗ gụ có màu vàng khi mới khai thác, để lâu sẽ có màu đen mun, thở rất là mịn. Tủ thờ bằng gỗ gụ thường có những vân gỗ rất thẳng, tự nhiên, làm tăng thêm sự trang trọng, thành kính của không gian thờ cúng. Gỗ gụ cũng có độ bền cao với khả năng chống mối mọt, khả năng chịu lực và độ rắn chắc cực kỳ tốt. Chất gỗ này có mùi chua nhẹ, tuy nhiên rất là nhẹ nhàng, không hề hăng khi đưa lên mũi ngửi. Và đây sẽ là một trong những lựa chọn rất là tuyệt vời cho không gian thờ cúng của mọi người. Và loại gỗ cuối cùng trong video ngày hôm nay chính là gỗ cẩm lai, rất là được ưa chuộng trong sản xuất tủ thờ bởi có giá trị cao và bề ngoài đẹp mắt. Cây gỗ có đường kính khá lớn, tốc độ sinh trưởng chậm, có thể lên tới hàng trăm năm, thậm chí là nghìn năm. Bởi thế, giá trị của tủ thờ gỗ cẩm lai thường cao hơn rất là nhiều so với mặt bằng chung của thị trường tủ thờ gỗ. Nếu như mà mọi người có điều kiện về kinh tế, yêu thích những loại gỗ quý với màu sắc tự nhiên, đường vân rất đẹp và sắc nét, thì tủ thờ gỗ cẩm lai sẽ là lựa chọn hàng đầu. Gỗ có rất là nhiều những đường vân to, nét, độ tương phản giữa vân và chất gỗ cũng rất là rõ ràng. Những đồ vật được làm bằng chất liệu là gỗ cẩm lai thì thường rất là nặng, đanh, khó nứt vỡ, chống được mối mọt. Và cũng vì sự quý hiếm cũng như là giá trị thẩm mỹ mà gỗ cẩm lai được rất là nhiều người săn đón trên thị trường. Việc chọn mua tủ thờ là một chuyện quan trọng trong gia đình. Nó đòi hỏi người mua cần có những hiểu biết sâu sắc về chất liệu cũng như là hình thức của tủ thờ để không gian thờ cúng của gia đình thêm phần trang trọng và uy nghiêm. Khi chọn mua tủ thờ gỗ thì mọi người nên chọn những chất gỗ bền, đẹp, quý và thơm bởi tủ thờ là đồ nội thất, dùng lâu dài và tránh sự thay đổi hay là di chuyển.
Hơn nữa, mọi người cũng cần để ý đến chất liệu của sơn và những họa tiết được chạm khắc trên tủ thờ để lựa chọn sao cho thật phù hợp với ngôi nhà của mình nha. Ở nội thất Sơn Đông thì có rất là nhiều mẫu tủ thờ đẹp để đáp ứng cho nhu cầu của mọi người. Mọi người quan tâm hãy liên hệ với em qua số hotline là 0938 952 854 để em có thể tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.